Kỷ Permi là kỷ địa chất tương ứng với phân kỳ cuối cùng của đại cổ sinh. Nó bắt đầu cách đây 299,9 triệu năm và kết thúc cách đây khoảng 251 triệu năm. Kỷ Permi được đặt tên theo vùng Perm nằm ở Nga, nơi đầu tiên người ta nghiên cứu các loại đá từ thời kỳ này. Thời kỳ này được nhà địa chất Sir Roderick Murchison đặt tên vào năm 1841. Kỷ Permi là thời kỳ có những thay đổi mạnh mẽ về khí hậu của trái đất. Vào đầu kỷ này, tất cả các lục địa của trái đất hợp nhất thành một siêu lục địa gọi là Pangaea. Dải đất liền kề tạo nên sự thay đổi theo mùa và địa lý trên khắp hành tinh. Đúng như dự đoán, những thay đổi về khí hậu của trái đất cũng thúc đẩy sự tiến hóa của sự sống sinh học. Hệ sinh thái rừng rộng lớn hình thành trong kỷ than đá đã bắt đầu bị phá vỡ khi các nhóm thực vật mới xuất hiện để thay thế các giống cây cổ xưa. Kỷ Permi được đánh dấu bằng sự đa dạng và tiến hóa đáng chú ý của đời sống động vật cả ở đại dương và trên cạn. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong kỷ Permi là sự phát triển của các loài bò sát và động vật giáp sát, tổ tiên của động vật có vú thời hiện đại. Những nhóm này được trang bị tốt hơn để phát triển mạnh mẽ trong điều kiện khô hạn của kỷ Permi và chúng nhanh chóng vươn lên thống trị thay thế loài lưỡng cư. Nhưng cuối cùng, kỷ Permi đã kết thúc với sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử trái đất. Được gọi là cá chết lớn đã dẫn đến sự mất mát của phần lớn các loài thực vật và động vật đã tiến hóa trong thời kỳ cổ sinh. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng các bạn điểm qua các sự kiện quan trọng đã xảy ra trong quá trình hình thành và sụp đổ của siêu lục địa cổ đại của trái đất vào kỷ Permi. Hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultraxa, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay tối đầu. Kỷ Permi là khoảng thời gian kéo dài 47 triệu năm, bắt đầu từ cuối kỷ than đá cho đến kỷ Trias. Thời kỳ này bắt đầu cách đây khoảng 298,9 triệu năm và kết thúc cách đây 252,2 triệu năm, trở thành thời kỳ cổ đại cuối cùng của đại cổ sinh, bắt đầu cách đây 541 triệu năm. Kỷ Permi được chia thành 3 phân đoạn chính dựa trên các lớp đá, tập hợp hóa thạch và các sự kiện quan trọng diễn ra trong số kỷ này bao gồm Thế Cicerone từ 299 đến 272,3 triệu năm trước, Thế Guadalupe từ 279,3 đến 272,3 triệu năm trước, và cuối cùng là Thế Lạc Bình từ 272,3 cho đến 251 triệu năm trước. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sâu hơn về các thế này nhé. Thế Cicero từ 299 cho đến 272,3 triệu năm trước. Vào thời điểm kỷ than đá cuối cùng kết thúc cách đây 299 triệu năm, các khối đất liền của trái đất đã hình thành nên một siêu lục địa gọi là Pangaea, nhưng một số phần của nó kéo dài qua đường xích đạo và mở rộng tới Bắc Bán Cầu. Các hoạt động kiến tạo lớn vẫn đang diễn ra khi các lục địa tiếp tục sáp nhập. Khí hậu ấm áp và ẩm ướt trong thời kỳ đầu kỷ than đá đã trở nên khô cằn vào đầu kỷ Permi. Sự sắp xếp của các lục địa như những khối đất liền rộng lớn duy nhất có nghĩa là có rất ít những ảnh hưởng từ đại dương. Những biến đổi cục bộ về điều kiện khí hậu cũng bắt đầu xuất hiện khi thời đại này bắt đầu tiến triển. Các khu rừng kỷ than đá được hình thành bởi các loại cây lá kim, cây tuế và cây dương sĩ hạt ban đầu vẫn bao phủ đất nhưng bắt đầu bị phá hủy do điều kiện khí hậu thay đổi. Trong bối cảnh này, những loài thực vật hạt trần thực sự đầu tiên là thực vật tạo hạt đã xuất hiện và trở nên thống trị vào giai đoạn sâu của thời đại này. Ở đại dương, sinh vật biển tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các nhóm động vật không xương sống như ngành tay cuộn, ngành cúc đá và ngành hai mảnh vỏ vẫn còn nhiều, nhưng bọ ba thùy bắt đầu suy giảm và cuối cùng là bị tuyệt chủng. Cá tiếp tục tiến hóa, một số loài phát triển các tấm xương và gai để bảo vệ. Trên cạn, các loài bò sát đầu tiên, bao gồm cả loài Demetrodon có lưng bườm biểu tượng, đã xuất hiện và bắt đầu thống trị vào đầu kỷ Permi. Côn trùng xuất hiện lần đầu tiên vào kỷ than đá, tăng mạnh vào đầu kỷ Permi nhưng lại suy giảm vào giai đoạn sau. Thế Guadalupe từ 279,3 đến 272,3 triệu năm trước. Phần bên trong của siêu lục địa Pangaea được đặc trưng bởi các khu vực khô cằn rộng lớn thời kỳ Permi giữa. Có những biến đổi về khí hậu, một số vùng có điều kiện nhiệt đới rõ rệt, trong khi những vùng khác trở nên lạnh hơn và ồn đới hơn. Sự thay đổi mực nước biển dẫn đến sự hình thành của các vùng biển đông, hỗ trợ các hệ sinh thái biển đa dạng. Nhờ đó, sự sống dưới biển tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với sự hiện diện của nhiều loài động vật không xương sống, bao gồm san hô, bọt biển và động vật thân mềm. Đời sống thực vật đa dạng đáng kể trong giai đoạn phụ này của kỷ Permi, với sự gia tăng về số lượng và tính đa dạng của các loài thực vật. Các nhóm thực vật mới chẳng hạn như Glossopteris, một loài thực vật tạo hạt sớm đã xuất hiện trong thời kỳ này. Trên cạn, loài bò sát ngày càng đa dạng. Sự thay đổi trong điều kiện khí quyển có nghĩa là loài bò sát phải tiến hóa để thích nghi nhằm sinh tồn. Một số loài trong số chúng, chẳng hạn như Pelycosaur nguyên thủy, có cánh bườm khổng lồ trên lưng để thực hiện chức năng điều hòa nhiệt độ. Những loài khác như Therapsis lại trở thành những loài máu nóng. Nhóm bò sát giống động vật có vú này rất quan trọng vì chúng sẽ trở thành động vật có vú thực sự vào các thời kỳ sau. Thế Lạc Bình
từ 272,3 đến 251 triệu năm trước. Các hoạt động hình thành núi do sự hợp nhất của các lục địa vẫn tiếp tục trong suốt thế lạc bên. Khi các lục địa tiến gần đến vị trí cuối cùng của chúng trong kỷ Bermi, khí hậu tiếp tục thay đổi và đa dạng hơn nữa. Trong khi phần bên trong của Pangaea vẫn khô ráo thì một số vùng ven biển lại có điều kiện ẩm ướt hơn. Vào cuối kỷ nguyên này, khí hậu dần ấm hơn, nhưng vùng đất liền Pangaea vẫn khá khô hạn. Sự đa dạng của thực vật tiếp tục tăng lên trong thời kỳ này. Cụ thể hơn, các loại thực vật thích nghi tốt hơn với điều kiện khô hạn đã bắt đầu xuất hiện. Trên cạn, bò sát vẫn là nhóm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sự sống thời tiền sử bắt đầu suy giảm vào cuối kỷ Bermi. Tất cả đã đi đến hồi kết thảm khốc cách đây 251 triệu năm, với sự kiện tuyệt chủng đã xóa sổ hơn 90% tất cả các loài sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn. Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của kỷ Bermi là sự hình thành của siêu lục địa Pangaea. Pangaea được hình thành bởi hai lục địa lớn là Pangaea và Laurasia, cùng với một số khối đất liền nhỏ hơn. Các lục địa hợp nhất thành một dải đất rộng, tạo thành các vùng nội địa rộng lớn có đường bờ biển đáng kể. Phần lớn diện tích đất liền của Pangaea nằm ở Nam Bán Cầu, được bao quanh bởi vùng biển Đông. Phần bên trong của Pangaea bao gồm cảnh quan khô cằn và giống sa mạc, trong khi các vùng ven biển có hệ sinh thái đa dạng hơn. Ngoài những thay đổi về mặt địa lý, khí hậu của kỷ Bermi cũng có sự thay đổi đáng kể trong suốt thời kỳ này. Khí hậu chuyển từ ổn định, khô cằn sang kém ổn định hơn, trong đó các điều kiện thay đổi cục bộ theo từng thời kỳ. Ở một số nơi trên trái đất, nhiệt độ có thể xuống dưới mức đóng băng vào ban đêm và tăng lên đến 100 độ F, tương đương 38 độ C vào ban ngày. Sự thay đổi này tiếp tục tăng lên khi kỷ Bermi tiến triển. Các khu vực dọc bờ biển và vùng trũng thấp có điều kiện thời tiết nhiệt đới và cận nhiệt đới. Những vùng này có thảm thực vật tươi tốt với hệ sinh thái đa dạng. Mực nước biển cũng dao động trong suốt kỷ Bermi. Biển Đông bao phủ những vùng đá rộng lớn, sau đó rút đi sau vài năm. Những vùng biển Đông này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống của sinh vật biển và tạo ra một môi trường ven biển độc đáo thích hợp cho các loài lưỡng cư. Vào cuối kỷ Bermi, khí hậu bắt đầu chuyển sang trạng thái ấm áp và ẩm ướt đồng đều hơn. Xu hướng ẩm lên này tiếp tục diễn ra trong kỷ Trias tiếp theo, dẫn đến những thay đổi sâu sắc hơn nữa trong các kiểu khí hậu toàn cầu. Kỷ Bermi là thời kỳ của những thay đổi đáng kể về địa chất và sinh học của trái đất. Khi các sự kiện địa chất gây ra sự thay đổi trong cấu hình lục địa của trái đất, nó tạo ra những bước phát triển quan trọng định hình sự tiến triển của sự sống trên các lục địa và hệ sinh thái biển xung quanh. Một số sự kiện chính diễn ra trong kỷ Bermi bao gồm: sự hình thành của Pangaea bắt đầu trước khi kỷ Bermi bắt đầu, tuy nhiên quá trình này vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt kỷ này và có thể được coi là một trong những sự kiện quan trọng định hình nên quá trình tiến triển của khí hậu và quỹ đạo sinh học trên trái đất. Ở Pangaea, các khối đất liền của trái đất tạo thành hình dạng hình chữ C dày hơn. Các khối đất liền của châu Âu và châu Á tạo thành hình đường cong phía trên chữ C. Châu Phi nằm ở bên trong đường cong, trong khi các khối đất liền của Bắc Mỹ và Nam Mỹ tạo ra phần cong phía sau. Đường cong thấp bao gồm các đất liền của Nam Cực, Úc và Ấn Độ ngày nay. Kỷ Bermi cũng có nhiều biến động về khí hậu. Điều này xảy ra vì Pangaea quá rộng lớn và nằm xa các đại dương, đến nỗi dòng hải lưu hầu như không ảnh hưởng đến khí hậu của nó. Kết quả là các phần bên trong của lục địa mát hơn và khô hơn nhiều so với thời kỳ trước. Kỷ này bắt đầu có điều kiện khô cằn ở trong Pangaea, nhưng theo thời gian, khí hậu trở nên đa dạng hơn. Một số vùng có điều kiện nhiệt đới và cận nhiệt đới, phía nam cũng gần Nam Cực hơn nên lạnh hơn và khô cằn hơn. Các khu vực phía bắc chịu sự thay đổi đáng kể theo mùa với điều kiện ẩm ướt và khô hạn thay đổi. Kỷ Bermi cũng được đặc trưng bởi quá trình địa chất quan trọng. Điều này bao gồm hoạt động núi lửa, hình thành núi và lắng động tạo nên cảnh quan trái đất và cũng góp phần làm thay đổi điều kiện khí hậu. Một số chuyên gia tin rằng các quá trình địa chất có thể là nguyên nhân gây ra sự kiện tuyệt chủng xảy ra vào cuối kỷ Bermi. Mặc dù kỷ Bermi được biết đến nhiều hơn vì là sự kết thúc thảm khốc của hầu hết các loài sinh vật trên trái đất vào cuối kỷ này, nhưng kỷ này được đánh dấu bằng sự xuất hiện của một nhóm mới và sự đa dạng hóa của nhiều nhóm khác. Một số nhóm sinh vật chính được biến đến trong thời kỳ này bao gồm: đại chúng sinh được coi là thời đại của các loài bò sát, nhưng những sự kiện mở đường cho sự thống trị của loài bò sát đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Kỷ Bermi đánh dấu sự phát triển của loài bò sát khi chúng trở thành động vật có xương sống chiếm ưu thế trên cạn, thay thế cho loài lưỡng cư. Kỷ Bermi đánh dấu sự phát triển của các loài bò sát khi chúng trở thành loài động vật có xương sống chiếm ưu thế trên cạn, thay thế cho loài lưỡng cư. Các loài bò sát đầu tiên gồm các loài biểu tượng như Dimetrodon và Edaphosaurus xuất hiện vào thời gian này. Chúng có lớp da dày hơn giúp giữ ấm, thích nghi hơn với môi trường sống giống sa mạc phổ biến ở kỷ Bermi.
Theropsis, hay còn được gọi là bộ cung thú, là một nhóm bò sát giống động vật có vú phát triển mạnh vào kỷ Permi. Chúng là nhóm động vật đầu tiên có khả năng bảo toàn nhiệt lượng tạo ra bên trong cơ thể thông qua quá trình phân hủy thức ăn. Hiểu đặc điểm ngày nay được coi là độc nhất đối với động vật có vú có nguồn gốc từ Theropsis đầu tiên, bao gồm các chi hướng nhiều hơn xuống dưới cơ thể, tạo ra tư thế bốn chân, trái ngược với tư thế nằm dài thấp hơn của nhiều loài bò sát và lưỡng cư. Theropsis rất quan trọng vì chúng đóng vai trò then chốt trong quá trình tiến hóa của động vật có vú. Brachiopods. Brachiopods còn được gọi là động vật tay cuộn, rất phong phú và đa dạng ở môi trường biển vào kỷ Permi. Chúng là sinh vật biển ăn bằng cách lọc nước trông giống như chai, nhưng không có họ hàng gần với chai. Động vật tay cuộn là thành viên quan trọng của hệ sinh thái biển, sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau, từ vùng biển đông đến vùng biển sâu. Cây lá kim là nhóm thực vật hạt trần xuất hiện vào kỷ Permi. Chúng thích nghi tốt với điều kiện khô hạn trong thời kỳ này vì hạt của chúng được bảo vệ bởi cấu trúc nón. Điều này cho phép chúng sinh sản và phân tán hiệu quả hơn các nhóm thực vật trước đó. Dimetrodon. Dimetrodon có nghĩa là hai cỡ răng, tên tạm dịch là bò sát lưỡng nha hoặc bò sát tạp nha, là một loài động vật ăn thịt thuộc nhánh mặt thú. Mặc dù bề ngoài trông giống khủng long, nhưng Dimetrodon là loài tiền sử xuất hiện trước khủng long khoảng 50 triệu năm. Nó sống vào đầu kỷ Permi, cách đây 295 đến 265 triệu năm trước. Nó là thành viên của họ Sphenacodontidae. Đặc điểm nổi bật nhất của Dimetrodon là một cánh bùm lớn trên lưng, được các gai xương sống kéo dài tạo ra. Nó đi bằng bốn chân và có hộp sọ dài, cộng với răng có nhiều kích cỡ trên một hàm. Hầu hết những hóa thạch của nó được tìm thấy ở miền Tây Nam Hoa Kỳ, và hầu hết trong số đó là ở Texas và Oklahoma. Gần đây hơn đã tìm thấy hóa thạch của loài này ở nước Đức. Edaphosaurus. Edaphosaurus là một loài Synapsis nổi bật, sống ở nơi hiện nay là Bắc Mỹ và châu Âu vào khoảng 303,4 triệu năm. Sống ở nơi ngày nay là Bắc Mỹ và châu Âu vào khoảng 303,4 đến 272,5 triệu năm trước. Trong thời kỳ cuối của kỷ than đá đến đầu kỷ Permi, nhà cổ sinh vật học Edward Grinkerkopf lần đầu tiên mô tả Edaphosaurus vào năm 1882. Ngoài các mảng răng lớn ở hàm, đặc điểm đặc trưng của Edaphosaurus là một cánh bùm lớn trên lưng. Một số loài Synapsis khác cùng thời cũng có cánh bùm lưng cao, nổi tiếng nhất là loài săn mồi đỉnh cao Dimetrodon mình ở bên trên. Tuy nhiên, cánh bùm của Edaphosaurus có hình dạng và hình thái khác. Hóa thạch đầu tiên của Edaphosaurus đến từ Texas Redbeds ở Bắc Mỹ, sau đó được tìm thấy ở New Mexico, Oklahoma, Tây Virginia và Ohio. Các hóa thạch được cho là của Edaphosaurus cũng đã được tìm thấy ở miền đông nước Đức ở Trung Âu. Gorgonopsia. Gorgonopsia là một nhánh Theropsis, răng kiếm đã tuyệt chủng từ giữa đến kỷ Permi muộn, thậm chí có thể lên đến đầu kỷ Trias, từ khoảng 265 đến 252 triệu năm trước. Chúng được đặc trưng bởi hộp sọ dài và hẹp, cũng như răng nanh hàm trên và đôi khi là hàm dưới dài, và răng cửa có thể sử dụng làm vũ khí chém hoặc đâm. Gorgonopsis được coi là loài sống hoàn toàn trên cạn. Người ta cho rằng chúng có thể di chuyển với dáng đi thẳng đứng tương tự như cá sấu. Các chi dường như nằm thẳng đứng thay vì nằm ngang như dáng đi dạng chân của thằn lằn. Sự sụp đổ của rừng mưa nhiệt đới kỷ than đá xảy ra trong quá trình chuyển đổi từ kỷ than đá sang kỷ Permi, cách đây khoảng 299 triệu năm. Trong kỷ than đá, những vùng rộng lớn trên hành tinh được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, tạo nên hệ sinh thái trên cạn phong phú. Những cây dương sĩ cao chót vót, cây mục tặc và cây thạch tùng khổng lồ thống trị những khu rừng nhiệt đới này. Tuy nhiên, khi kỷ Permi bắt đầu, những thay đổi đáng kể về khí hậu và điều kiện môi trường đã dẫn đến sự sụp đổ của những khu rừng mưa nhiệt đới này. Những loài thực vật rừng mưa nhiệt đới phát triển mạnh trong kỷ Permi đã được thay thế bằng những loài thực vật thích hợp hơn với điều kiện khô hạn của kỷ Permi, chẳng hạn như cây tuế, cây lá kim và cây hạt trân. Các loài thực vật rừng kỷ Permi đã tiến hóa thành hạt có cấu trúc hình nón, hiệu quả hơn trong việc sinh sản và phát tán. Sự thay đổi tiến hóa quan trọng này có ý nghĩa sâu rộng đối với các nhóm thực vật và động vật. Sự xuất hiện của hệ sinh thái chủ yếu là cây lá kim đã tạo ra những cơ hội sinh thái mới cho các nhóm động vật mới, chẳng hạn như động vật ăn cỏ. Các loại côn trùng ăn thực vật, bò sát và các loại bò sát giống động vật có vú đã đa dạng hóa trong thời kỳ này và nhiều loài trong số chúng đã thích nghi để ăn các loại thảm thực vật mới. Sự đa dạng hóa của các loài động vật ăn cỏ này đã đặt nền tảng cho các đợt tiến hóa tiếp theo diễn ra trong các thời kỳ sau đó.
Kỳ Burmese kết thúc với sự kiện tuyệt chủng tàn khốc nhất trong lịch sử trái đất. Sự tuyệt chủng Kỳ Burmese, Chias, còn được gọi là sự kiện tuyệt chủng lớn, đã xóa sổ khoảng 90-95% sinh vật biển cho tới 70% tất cả sinh vật trên cạn. Bọ ba thùy, một nhóm động vật chân đốt khá thống trị kể từ đầu kỷ Cambri, cuối cùng đã bị xóa sổ vào sự kiện cuối kỳ Burmese đây. Các loài động vật tay cuộn và san hô cũng gần như bị xóa sổ bởi sự kiện này. Trên cạn, nhiều nhóm chẳng hạn như loài bò sát giống động vật có vú Therapsis và động vật lưỡng cư lớn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù nguyên nhân của sự kiện này vẫn đang được tranh luận, nhưng các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng sự kiện tuyệt chủng kỳ Burmese, Chias, có thể xảy ra bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố môi trường, chẳng hạn như hoạt động núi lửa và việc giải phóng khí nhà kính và khí quyển. Các vụ phun trào núi lửa dữ dội, chẳng hạn như những vụ phun trào liên quan đến Siberian Traps, có thể đã giải phóng một lượng lớn carbon dioxide và các loại khí khác vào không khí, dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu và những thay đổi đáng kể khác trong thành phần hóa học của đại dương. Phải mất hàng triệu năm trái đất mới phục hồi được sau sự kiện tuyệt chủng kỳ Burmese đây. Sự kiện này đã gây ra những sự mất mát to lớn về đa dạng di truyền và nhiều loài đặc hữu đã biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, quá trình phục hồi và bức xạ thích nghi tiếp theo diễn ra trong thời kỳ đầu đại trung sinh cũng đã tạo ra những dòng dõi mới và biến đổi thành phần sinh học của hành tinh mãi mãi. Môi trường cổ đại của kỷ Burmese rất độc đáo và có sự khác biệt đáng kể trên khắp các lục địa. Các khoáng thạch từ kỷ Burmese cung cấp bằng chứng về những biến đổi này và những thay đổi mà chúng gây ra trong một trong những thời kỳ quan trọng nhất của trái đất. Bằng cách nghiên cứu những thay đổi ở thực vật, sinh vật trên cạn và dưới biển trong kỷ Burmese, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về môi trường cổ đại của kỷ Burmese và những biến động tồn tại ở cả quy mô địa phương và toàn cầu. Những hóa thạch này cũng đóng vai trò là chỉ số về sự phân bố của sự sống, mô hình khí hậu và những thay đổi trong môi trường sống diễn ra trong thời kỳ này do áp lực về môi trường mà thực vật và động vật ở kỷ Burmese phải đối mặt. Kỷ Burmese cũng được đặc trưng bởi một số quá trình chuyển đổi tiến hóa ở nhiều nhóm sinh vật khác nhau. Ví dụ, quá trình chuyển đổi từ bò sát ban đầu sang các dạng tiến hóa hơn, chẳng hạn như loài bò sát giống động vật có vú Therapsis, đã được ghi chép đầy đủ trong các hóa thạch kỷ Burmese. Nghiên cứu những hóa thạch này giúp chúng ta hiểu được con đường tiến hóa và nguồn gốc của một số sinh vật quan trọng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Kỷ Burmese đại diện cho hơi thở cuối cùng của một số loài tiền sử ban đầu. Và chúng ta chỉ biết điều này thông qua việc nghiên cứu các trầm tích hóa thạch từ thời kỳ đó. Hóa thạch từ kỷ Burmese cung cấp bằng chứng về sự kiện tuyệt chủng hàng loạt này, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu quy mô, thời điểm và tác động của nó đối với các nhóm sinh vật khác nhau đang sống vào thời điểm đó. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về kỷ Burmese mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Từ sự khởi đầu cho đến kết thúc, các bạn thấy sao về chủ đề lịch sử địa chất trái đất này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultraxe trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Me wind and rain. You're some kind of bird.